Xin chào các bạn ha, thì hôm nay mình xin hướng dẫn vẽ cái logo đạo công nghệ lần này DNTU trên AutoCAD ha. Để vẽ được cái logo trên AutoCAD thì chúng ta cần có một cái hình, một cái ảnh logo, thì chúng ta lên mạng đào về ha. Đây, chúng ta tìm một cái logo ha. Chúng ta copy cái email này về ha. Sau đó chúng ta vào mở cái AutoCAD lên. Này, để mình mở cái mới luôn ha. Mở cái lên. Rồi. Sau khi mở cái lên rồi, mình nhấn Ctrl V để mình bát cái hình đó vào. Mình nhấn Enter ha. Rồi. Sau khi có được cái hình logo thì chúng ta sử dụng các cái nét mà chúng ta đã học để chúng ta vẽ lại cái logo này ha, bằng cách là chúng ta vẽ các cái đường tròn này, đây này, được chưa? Ta vẽ cái đường tròn này, khi mà nó không ngay á thì chúng ta để cho nó ngay lại ha, chúng ta còn cái lệnh smooth di chuyển á, được chưa? Ta vẽ ba cái chấm tròn trước, rồi chúng ta mù nó cho tương đối ha. Rồi, sau đó chúng ta vẽ cái logo ở dưới bằng cách là vẽ một cái đường thẳng đi ngang qua. Rồi, cái khung này, cái khung của cái phần của cái logo này, chúng ta vẽ bằng lệnh outline thay vì chúng ta vẽ lệnh khung tròn, khung tròn như thế này nè. Nhưng cái logo này người ta thiết kế đặc biệt á, không có sử dụng cái khung tròn. Đây thì vẽ thử cho nè. Mình vẽ thử ra thì nó lại sai đi ha. Đó, nó bị dư cái bụng ra nè. Đó, có nghĩa là cái đường này không phải là cái cung tròn, nên buộc chúng ta phải không phải vẽ bằng cái cung tròn, ta xóa đi. Rồi, chúng ta sử dụng đường outline chúng ta vẽ ha. Thì cái lệnh outline này chúng ta nhấn vào cái lệnh outline rồi vẽ, chúng ta lít theo cái nhiều điểm theo cái biên dạng luôn cái thân cái logo chúng ta cần vẽ. Đó, kết thúc lệnh bằng Enter 3 lần. Được chưa? Đó, chúng ta để được cái biên dạng đó. Tiếp theo tương tự, chúng ta để cái biên dạng còn lại. Ta sử dụng là đỡ đi lại chúng ta vẽ. Kết thúc lệnh bằng Enter 3 lần. Chúng ta có thể zoom lên cho dễ vẽ ha, bằng cách là chúng ta lăn chuột giữa ha. Rồi, kết thúc lệnh bằng Enter 3 lần. Sau đó chúng ta thấy nếu mà nó sai thì chúng ta chỉnh lại cái đầu bút của nó cho tương đối ha. Rồi, tương tự như vậy chúng ta làm các cái biên dạng tiếp theo. Skin, temptation within, mistake.
Rồi, sau đó chúng ta vẽ cái cung, cái đường này, cái đường này xuống. Sau đó chúng ta vẽ cái cung tròn một cách là cái cung tròn đi qua ba điểm. Tương tự với các cái còn lại. Vào dao này. Rồi, thì bây giờ chúng ta có thể vẽ được cái hình dạng ha. Thì bây giờ chúng ta xóa cái hình của chúng ta đi. Xóa cái hình lúc đầu chúng ta copy vào. Mình rất là chọn hình chúng ta đi hết. Thì bây giờ nó sẽ chúng ta quên vẽ cái mẫu ha. Copy cái này ra. À, được rồi. Ta nói lại. Ta cắt đoạn từ đi. Kim. Rồi, sau đó chúng ta tạo cái màu cho cái logo bằng cách bằng cái lệnh là mặt cắt. Là lệnh hết các lệnh chúng ta vào modify chúng ta vào sorry chúng ta vào rau chúng ta vào lệnh hết nè hoặc là chúng ta bấm lệnh hết trên bàn phím enter được. Sau đó chúng ta chọn cái kiểu cái dạng của cái mặt cắt của chúng ta là một màu thôi. Chắc là solid nè, một cái khối nè, ok. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái màu, màu như đây là màu đó. Rồi, chọn cái vùng chọn của chúng ta. Cái nào màu đỏ thì chúng ta chọn màu đỏ. Enter, là ra, được chưa? Tương tự hai khối này màu xanh thì chúng ta hát Enter. Chúng ta chọn cái màu xanh, blue. Chọn vùng chọn. Ok, rồi ở đây chúng ta cần cái chữ DNTU nữa thì chúng ta rồi có lệnh ghi chữ này, test này hoặc là T-Enter ha. T-Enter này một chút. Rồi, ở đây thì chúng ta cái phông chữ của cái logo của DNTU là một phông chữ là nhớ không làm mình chữ B đâu. Đây, là DNTU. Ở đây tại sao phải chọn đúng phông chữ? Tại vì cái chữ U này nè, chúng ta đánh các cái phông chữ khác thì nó không có cái chân này ha. Nhưng mà đặc biệt cái logo này nó có cái chân ở đây ha. Sau đó chúng ta chọn màu. Ok. Thì ở đây cái chữ nó tương đối bự ha, thì đừng tiếp mà chúng ta sửa lại cho nó. Thì 0.15 là vừa. Ok, chúng ta chỉnh cho nó vừa nhìn ha. Rồi, thì ở đây chúng ta đã vẽ được cái logo. Thì cái logo này mình có thể bỏ vào cái khung tên ha. Tên mà khi mà chúng ta trình bày ha là chúng ta thi rồi á, chúng ta bỏ vào đó. Những cái bản vẽ đồ án của chúng ta rồi thì nó được đẹp hơn ha. Rồi, xin chào các bạn ha.